Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ có kèo đối đầu với lại Alice nha. Mình sẽ đi support nha các bạn. Còn trời ơi, về lên đi. Về 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 về. Ôi, đầu game mình quên quay các bạn. Yata đi mid. Rồi, từ từ nha. Có dàn này đánh được này, đánh được này, đánh luôn. Chết nè. Ok. Ôi, nó tốc biến rồi. Đánh đi, được luôn, mình còn ăn xương. Ăn xương. Ui, lụm nó. Ui, nó bông quẹt mình lên bảng rồi các bạn. Ui, nhưng mà làm sao tầm lộ mình ăn là được rồi nha. Tại mình đi support mà. Xanh thì tốt mà không xanh thì ấy. Trận đấu này thì trước khi vào ban biết á là Sata nha. Sata là xem thường mình nha mấy bạn. Nên xem thường Lauren đi support nha. Hãy nói là không có chống chịu. Mình cầm Lauren đi support thì bạn ấy nghĩ là mình sẽ lên full full phép. Mình sẽ không có chống chịu nha. Thử xem là trận đấu là mình thể hiện xem là Lauren đi support là có như lời đồn hay không, hay như bạn ấy nghĩ hay không. Gược luôn đấy, lụm luôn, quá đơn giản các bạn. Rồi lấy cái trụ luôn, quá thơm mày. Rồi, ok, vẫn KS được con khỉ nha các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng là mình ép gần thêm bạn nè. Cầu 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 cầu. Ôi, không có ép được rồi. Núp đi, mình sẽ lên mình dụ cho bạn ra nha. Ôi, nó không lên cao vậy bạn. Farm đi, dưới sẽ là kiểu đầu với Yuka với Tara nha. Cái kèo này là đối đầu này là cũng hiện tại ở meta cũng đang là khá là kinh điển các bạn. Ồ, giờ ta gãy cánh rồi. Ra gặp Alice thì tắt điện luôn. Thằng nha. Bắt luôn. Ôi. Biến rồi. Đánh luôn. Bắt luôn. Trời ơi. Rồi, ok, mình được một mạng luôn các hồi ăn đi, đi, đi. Thôi đừng chơi, về thằng trên, cái gì thằng trên đấy. Pha này nếu như mà mình còn đầy máu á, mình sẽ lao vào trụ mình hạ lít nha các bạn. Mà mình không có băng xương rồi, mình còn có một ba cái máu rồi đấy, là do nè. Rồi lượm do luôn các bạn ơi, việc nhẹ lương cao vậy thôi. Da anh cứ thấy mình khá là xanh nè các bạn, một năm rồi kìa. Da anh mình đã xanh rồi, hồi nó muối cho bạn xem nha. Trận này thì thêm bạn hơi khổ cái là Yata bạn này cũng biết chơi đó, kiểu như cũng núp bụi rồi xong rồi đợi thêm bạn đến thì thiên dực rồi cái kiểu nha. Nhưng mà bạn này xem thường Lorion đi support nha. Đấy, Lorion đi support là sẽ là không không có chống chịu nha các bạn. Đấy, ý bạn ấy nói là như thế. Bạn ấy nghĩ mình sẽ lên là full phép. Đây này, xem thường mình nha. Nói với mình đó, khi mà mình cầm Yata đi support đó, thì mình thấy con Yata này đi support cũng khá là ok. Nhưng mà ô, Gat làm gì vậy? À, Gat nó muốn
đấm cho ta bạn, có vẻ cay nha bạn ơi. Đây 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 đây. Rồi ok. Sau đó mình tóc biến lên hơi thừa rồi. Ở đó nếu như mình ăn á, thì tóc biến nó không phí nha bạn, rồi truyền huyết cho mình luôn. Nhưng mà qua đó mình tóc biến lên mà vậy là bị da nó ăn các bạn. Nàng ta ra, nàng ta ra nè. Ôi ta ra giờ không dám chơi mình nữa bạn. Mình đi support mà ta ra thấy mình ta ra chạy rồi. Ta ra gáy nha. Rách đành à. Rách có vẻ hơi cay da ta cái mấy pha mà da ta nước bụi rồi xong rồi gác đi vô xong bị sóc đam á, đam lên bảng á. Ngồi ở đây thì bạn 1 năm rồi, ta ra thì không ba. Vậy thì mình vẫn lợi thế không nha. Giờ quánh ta ra cũng như là quánh vào bao cát gì đó các bạn. Có sách nha, có sách mê mê nhỏ nha. Thì mình trận này thì mình không không mình đi support là mình sẽ không lên, không lên sách đâu. Sao đánh không đây không? Ôi con này lấy thôi rồi 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 chạy 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 gấu ơi, gấu ơi, gấu ơi, xuống gọn này lấy thầy gấu ơi. Ôi nó tóc biến rồi. Hiện tại thì mình thấy anh em sử dụng Yuka khá là nhiều nha, tại vì được tặng free cái bộ skin Yuka gì nè, xanh xanh nè. Thấy là anh em vác bộ anh khá là nhiều nha, cái bộ trang phục này. Thì mình thấy free nhưng mà lại có lại hiểu kỹ năng nữa, mình được cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và theo nhiều anh em thì mình được biết đó là đánh đó là anh em nói là kiểu như là chơi con Yuka khá là mượt luôn. Cái bộ skin thì khá là mượt các bạn. Ri mà còn có hiệu ứng kỹ năng nữa thì quá là hời luôn rồi. Không còn gì để chê nữa luôn các bạn. À khác là xua thì trẻ trâu. Che trâu da ta. Ta là hơn tuổi mày nhé. Ô lùi 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 ok bằng chưa rồi, đây, đây, đây có cậu nè. Rồi hết ba người luôn, lụm luôn một em một bé. Ôi con John. Rồi phải này chắc xong rồi mình ơi. Lòng thế. Ôi bà này mình hỏi. Ui Gian tới không kịp kìa. Rồi bà này mình nghĩ Gian nó sẽ làm hết các bạn. Rồi mình có hai đồ đủ em, bây giờ mình sẽ lên cái mặt nạ virus luôn bạn. Rồi lấy cái vũ đi rồi về được rồi. Nhà ta không thể lên sách nha bạn. Lấy chủ đây, bắn vũ đây. Rồi rồi lụm luôn. Ồ gác nhờ nó mỏng như giấy rồi bạn. Ồ kìa kìa kìa. Hồi tí nữa AD lên bảng rồi. Là ăn ra ăn ngu quá là sao, nghêu quá ra gáp này chấp nhận đi che châu gia ta. Ôi sắp cam nó kìa, không hạ được nó kìa mấy bạn, không có sách luôn. Ui mình không đủ đam pha này các bạn ơi. Thôi về 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 lùi tí lùi tí, ôi đẹp đường đi. Ủa, bài này cho mất trụ quá. Ui giờ nó bắn đầu thế. Rồi ok, có con tà thần này giờ dọn được thân lính đừng biết này, có thể giữ giữ được cái trụ này còn tới nè. Ok có giải luôn, đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn, đánh luôn. Rồi mình lại lên bảng nữa rồi mấy bạn. Gian mua được, gian mua được, ù gian nó mua hết luôn rồi, còn gì thế đâu. Nhà ta vẫn không lên sách luôn mấy bạn.
không lên thì mình lên. Thì đối với cái build đồ này á, thì anh em có thể là dùng build đồ này để đi mid hoặc là đi support được ok nha bạn. Giống như là build đồ này là build đồ ở mùa này cho mình là build, đối với mình nha. Theo đây là cái build đồ chuẩn của mình á. Build đồ chuẩn của mình nha, chứ mình không nói là build đồ chuẩn đối với tất cả những anh em chơi L'Oreal nha. Đó, mình chỉ nói đây là cái build đồ chuẩn đối với mình thôi. Anh em nào có áp dụng vào trong rank thì có thể là thử cái build đồ này của mình. Tại vì build đồ của mình là build đồ semi tank mấy bạn. Nửa đam nửa tank. Thôi rồi 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 rồi, bắn khiếp vậy. Rồi mình sẽ bắt AD nha. Rồi lượm được AD luôn, cũng lên bảng luôn. Rồi tên mình hạ được 2 rồi, rồi thơm. Hạ được AD là thơm mấy bạn. Bạn thấy AD nó bắn khiếp được chứ. Rồi cái này gắt chạy đâu nữa. Đây là cái build này là mình có thể là đem đi mid hoặc là đem đi support đều được, được nha. Mình đi support khác một cái là mình sẽ hơi bị lỗ một slot đồ, đó là mình phải lên cái phụ trợ. Còn bình thường là mình vẫn lên slot đồ này, giày kiên cường hoặc là giày hậu vệ cộng cái giáp gai A, rồi giáp giáp gai A, giáp thống khổ, mặc lại Beirut với lại sách. Và nếu như mình đi support thì mình sẽ lên phụ trợ. Còn nếu như mình lên mình đi mid thì mình sẽ lên băng xương. Khá là ghép à. Ok, mấy khá chắc cái gì thế? Cái gì SV SV gì đó. Sinh viên gì đó. Rồi nha, mình có băng xương luôn nha. Mình đi vào vào cái tranh thì mình sẽ bán đồ xong mình sẽ lên sách luôn nha. Rồi, mình còn con xương để mình xài nữa nè. Rồi ok, một bé luôn. Rồi rồi rồi, đánh luôn. Ồ, pha này win luôn rồi, bán gì nữa. Rồi rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Đấy, gia tay xem thường L'Oreal thì sẽ boss nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé, bye bye.